Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 2 năm 2021 nha cô chú, 22 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu 8 cây én nha. Én này có một số cây bo dài mình về mình chiết zin luôn á nha. Én này thì giá từ 40.000 cho đến 200.000 tùy theo size củ. Tùy theo củ to củ nhỏ nha cô chú anh chị. Với có một số củ có sẹo đã lành rồi á, con thanh lý rẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mà sưu tầm én á, thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853 nha cô chú anh chị. Con ship hàng toàn quốc luôn á. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Viettel nha. Ship nhỏ cây Viettel thì mình được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất. Cây thứ nhất là 90.000 nha. Cây này 2, 4, 6 bo. Cái này cũ nó hơi hơi rám nắng á. Cái nhìn nó vàng óng ánh rất là đẹp luôn. Cái cũ nó nè, có 3 múi nè. Đây, có một bo dài để chiếc zin luôn nè. Bo này là trên màu gan tay luôn á. Còn mấy bo kia thì nó chưa có dài hung. Cây số 2, 200.000 nha. Cây này con nằm trong chậu C11 luôn á. Hoành cũ á, chắc 50 mấy á. Chắc trên 55 á. Cây này chín bo luôn nè. 2, 4, 6. Chín bo luôn á. Tàn xum xê luôn nha cô chú anh chị. Cây này cực kỳ to, nhổ ra là tầm 4kg. 3 cái mấy 4kg á. Tàn cây này nhìn rất là đã luôn nè. Nó đang chuẩn bị có nụ mới luôn nha. Tàn xum xê luôn. Cây số 3. Cây số 3 70.000 nha. Cây này 5 bo nha cô chú anh chị. Nó đang chuẩn bị ra lá mới nha. Cây số 4. Cây số 4 này con có ghép 2 bo sĩ thư nha. Hai bo sĩ thư với 4 bo én là tổng cộng 6 bo. Cây số 4 thì 100.000 nha. Củ nó muốn méo chậu luôn nè. Này là mình về bo nó già, mình về mình chiếc zin rất là ok luôn á. Làm bo già một gan tay luôn á. Cây số 5. Cây số 5 con bán với giá 90.000 nha. Cây số 5 xum xê luôn nè. Ra rất là nhiều tược luôn á. 2, 4, 6 bo. Đây, tàn cái số 5 đây. Nào, một bo nó lên 4 nhánh luôn á. Có bo lên 2 nhánh. Cho nên tàn nó rất là rộng. Cái số 6. Cái số 6 này á. Cái lớp da nó có cái bị sẹo chỗ này nè. Mà nó lạnh rồi nha cô chú anh chị. Cây này con củ nó to, con thanh lý chỉ 50.000 thôi nha. Củ nó to lắm luôn à. So với hơn hai vòng tay luôn á. Củ nó khỏe bình thường nha cô chú anh chị. Nó chỉ có bị sẹo mà sẹo này là sẹo lành rồi nha. Cây này nó đang ra lá mới nè. Cây số 7, cây số 7 con thanh lý cũng với giá 40 thôi nha. Bo này dài mình chiếc zin chừng 3 cây zin là mình thấy mình lời cây rồi đó. À, bo cực kỳ dài luôn. À, 3 bo dài luôn á. Cây này có sẹo đây nha. Nó có cái hang động chỗ này, giống như động phong nha cái bàn vậy đó. Củ hơn trước thì rất là đẹp luôn. Mà ở sau lưng thì nó có cái hang động nha. Cây này bo 3 bo dài luôn. Mình về mình chiết được 3 cây zin á. Cây số 8. 80.000 nha cô chú anh chị. Cây này có 5 bo nha. Án thì được một cái là nó xiên bông nha. Hoa 10 cánh, cánh tròn.
Hôm nay con có 8 cây én nha cô chú anh chị. Chú anh chị mà sưu tầm mà én thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn con nha.